Xin chào các bác nhá. Hôm nay làm video hướng dẫn các bác cách vào sào. Như em đang vào sào đây, hướng dẫn các bác là đây là một bộ sào lưới 2,5 m nhân 3,5 m. Đó là lưới một cánh, lưới úp một cánh nha các bác nhá. Dụ lưới của các bác rộng 2,5 m thì các bác sào làm sào 1,25 m này. Sào chiều dài này 1,25 m này, như em đã cắt rồi. Đây phần ngọn ví dụ là nó chưa đến đốt thì anh em mình có thể nhồi cốt vào. Mình lấy cốt tre nhồi vào để khi mình giật nó đập nó không bao giờ bị vỡ. Đấy, thì là lưới thì như video lần trước em đang hướng dẫn các bác là làm cách làm lưới rồi. Thì em sẽ để một cái đường link video ở bên dưới về cách làm lưới để cho các bác về có thể làm được hoàn thiện, chỉnh hoàn chỉnh một tay lưới thật là như ý. Sau đây em đi làm luôn. Đấy thì các bác đã cắt sào rồi nhá. Đây, các bác này, các bác khoan ở dưới chân này thì là bắt đầu mình khoan chéo đi, khoan chéo đi các bạn, thì là mình khoan cái mũi này là mũi 4 thì rất chi là ok. Đấy, mình khoan mũi 4 vào đây, khoan chéo xuống các bạn. Đấy, khoan chéo nó sẽ thông ra đây này các bạn này, để làm dây chân. Đấy, cái thứ hai, đấy các bạn quan chéo đi như này là được các bạn. Đấy, được ok luôn. Bây giờ đến lượt khoan mũi đầu. Mũi đầu này thì anh em lấy mũi 5 hoặc mũi 6 tùy theo dây của mình to hay là nhỏ. Như em dây của em là em khoan mũi 6 thì mũi 5 thì đây em khoan cho các bạn xem luôn. Cái mũi ấy, cái đầu này thì các bác khoan thì khoan thẳng xuống thôi, nhưng mà các bác khoan lui xuống đầu sào. Đây các bác nhìn rõ, khoan lui xuống phía đầu sào đây này, tầm khoảng 2 phân là ok. Đấy, đây anh em khoan lui xuống. Đấy, như này này các bác này. Đấy các bác nhìn rõ, khoan lui xuống 2 phân như này. Để mình còn buộc dây mà, lúc còn buộc dây giật, buộc dây lèo mà. Thế là bắt đầu đã xong rồi các bạn. Như này đã xong một bộ sào rồi. Đấy, như này, đấy các bạn nhìn thấy không? Lỗ quay lui xuống 2 phân này. Đấy, đằng này khoan chéo đi này. Khoan chéo này tí để mắc dây. Bắt đầu em đi vào lưới cho các bác xem nhá. Cho dịch mày quay kìa. Vợ em nó quay, nó không biết quay, với các bác thông cảm nhé, để đào tạo nhiều các bạn. Đây, như video lần trước thì em đã làm rồi, thì em sẽ đây em sẽ đi vào đi từng dây một cho các bác xem. Đầu tiên anh em mình đi cái dây đầu này, dây đầu mà dây có cái buộc này, đây các bác này, buộc hai đầu đây, dây này gọi là dây trên. Dây trên thì đây anh em so lưới ra, anh em xỏ cái này vào sào để cho nó khỏi xoắn thôi, còn lúc mình đánh mình lại gỡ ra vào các bác. Đấy, xỏ đầu sào đây xem nó có xoắn lưới không. Xoắn bắt đầu anh em đi xỏ, xỏ tay vào này. Anh em lấy một cọng dây thép nhỏ này, đấy không, xỏ vào xuyên qua. Đây, quay dịch răng trước này, anh em xuyên qua như này. Đấy, anh em xin qua nhà rút qua. Video lần trước thì em làm giới thiệu cho các bác, làm hướng dẫn các bác rồi đấy. Đây nó xoắn đây, anh em mình xoắn tay lại. Đấy, anh em rít chặt vào nhá. Đây anh em buộc này, một chết một phát thôi các bạn. Đây, như này xong là ok các bạn. Anh em đốt đi là xong. Đấy, con dây này là dây hậu nha các bạn nha.
dây hậu như như cái dây này thì nó hơi ngắn, anh em thì phải nối thêm, thì như em không cần nối nữa thì em buộc luôn vào đây để cho các bác xem thôi, cho các bác xem trước. Đấy, đây là cái tai của dây hậu này các bác này. Đấy, nó sẽ ra đây để mình cọc cắm mà. Cái dây này lúc anh em về thì anh em mình lại tuốt ra. Đấy, như này là lớn một cánh, gấp nửa lại đây các bác này. Gấp nửa lại này, nó thành một cánh này. Đấy. Và anh em mình phần cuối này thì nói chung là cái dây cuối này mình xỏ ở đây để mình dễ làm thôi các bạn. Đây, bắt đầu đi đến cái dây chân. Anh em cắt một đoạn dây tầm 40cm nhá. Anh em xỏ vào này, vẫn xỏ ở dây sắt này. Xỏ dây sắt nha. Anh em luồn lên. Đấy, luồn từ dưới lên. Anh em thít vào này. Anh em chỉ cần luồn vào như này cái là được thôi. Đây, như này rồi nha các bác nhá. Như này này các bác này. Đấy, xỏ như này nhá. Anh em chỉ cần luồn vào đây cái là được. Thì nó cực chắc luôn. Đây. Các bác thấy chưa? Anh em xe lại này. Xe sợi lại này. Để cho nó khỏi lòng thòng ra cho các bác. Buộc lại luôn. Đấy, sau đó anh em buộc vào cái chân cắm của nó này. Em đã chuẩn bị chân cắm rồi. Không phải đi làm chân cắm nữa. Tùy anh em làm chân cắm bằng tre cũng được, bằng sắt cũng được. Giật di này không quan trọng. Đấy, khi em anh em đánh thì anh em bắt đầu rút cái này ra. Rút cái này ra khỏi cái tai này, về đằng cuối này là được. Đấy, bắt đầu vào đầu thứ hai này. Các bác lần cái dây đầu này. Lần dây đầu ra sợi trên cùng của nó này. Đấy, các bác cởi mối mình đã buộc như lần trước rồi. Đấy, như lần trước em làm đấy, làm video đấy. Thì cái dây trên cùng này bao giờ em để dài hơn để mình buộc sao mà. Em đã hướng dẫn rất rõ rồi. Đây, các bác tởi ra xem nó có lộn lưới vào đâu không. Đấy, không lộn lưới vào đâu, lại xỏ đầu sào tiếp. Đấy, anh em xỏ này. Tại sao để cái dây dài hơn? Bởi vì là để cái dây dài hơn này lúc mình còn buộc được các bạn. Không là mình không buộc được đâu. Anh em xỏ vào này. Đấy, chết rồi. Anh em lưu ý buộc thật chắc thật căng vào nhá. Anh em hay lấy kìm này, banh như này thì không bao giờ sợ. Thoải mái luôn. Đấy, như này các bác đã sắp xong một tay lưới rồi. Bắt đầu đầu này lại xỏ như cũ này. Nói chung biết làm rồi, nhanh lắm các bạn. Như bọn em làm thì không làm video thì làm nhanh không mà. Làm video hướng dẫn cho các bác thì phải làm từ từ và giải thích cho các bác. Đấy, các bác xỏ này. Vẩn lên này. Xong, vẩn lại. Đây, chân cắm nó đây, buộc vào. Buộc thu rút vào cái được rồi các bác. Đã xong một bộ lưới một cánh. Đây, bắt đầu em tởi lưới ra cho các bác xem nhá. Đây, cái lưới đây. Em đã làm xong đây rồi. Là chỗ nền này nó hơi ướt nên em không bỏ lưới ra được. Đây, em sẽ bỏ ra một ít ra cho các bác xem. Đấy, anh em rút ra. Đây các bác này. Cái chân này nhá. Chân này là chân cắm đằng sau này. Chân cắm cuối này. Đấy. Đây các bác thấy không? Đấy, thế là xong một tay lưới một cánh mà. Thì anh em gập lại này. Nó sẽ thu lưới lại như này. Thu lưới hết lại. Đây gọi là lưới một cánh. Khi gập lại nó thu hết lại các bạn. Thu gọn lại như này. Đấy. Anh em thu lưới gọn lại một chỗ như này.
thì khi mình giật mình ra bãi thì mình có rãnh rồi thì mình sẽ thu đẹp hơn. Khi giật ra thì bắt đầu nó ngửa ra các bạn. Đấy thì vừa rồi em cũng làm cái video hướng dẫn chia sẻ các bác cách vào gặm. Đây. Đây các bạn này. Đấy vào như này rất chi chắc. Đây là dây hậu. Dây hậu thì cách cắm thì em đã làm video rồi. Các bác cắm chéo đằng sau này. Đấy, còn dây giật thì đây, dây giật buộc đằng này. Đây các bạn này. Đấy. Thì vừa rồi em đã chia sẻ các bác một cách video làm lưới một cánh rất chi là nhanh và đơn giản hiệu quả. Thì bác nào chưa biết thông tin gì, chưa biết cái gì thì em sẽ làm video tiếp theo. Bác nào cần hỏi gì cứ để bình luận bên dưới video nhá. Thì rất mong được sự ủng hộ các bác. Thì xin chào toàn thể các bác nhá. Hẹn các bác video lần sau. Em sẽ để một đường link video cách làm lưới ở bên dưới video này để cho các bác xem, thì để cho các bác làm thành công và hiệu quả nhất. Xin chào toàn thể các bác.